Con nói to lên chút con, nói to lên. Chà kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Thủy Ngân, con đến từ xã Sử Vân Lộc, xã Vân Vĩnh, Nghệ An ạ. Con được rất là nhiều ơn ạ. Con được Chúa ban cho con hai người con, một người con trai và một người con gái. Và trong khi mà con có bầu đứa thứ hai ạ. Nó to lên tí con ơi, con nói vậy khó nghe quá. Con chủ nó to lên mà mấy người nghe được giọng nó, không phải nó to lên. Con có được một đứa con trai và một đứa con gái. Còn lúc con có bầu thì sao? Khi con có bầu đứa thứ hai, đi khám khi 36 tuần thì bác sĩ bảo là đã quay đầu. Và 39 tuần đi khám lại thì bác sĩ bảo là thai đã quay ngược lại. Và chỉ giờ ngồi thai đã cứng, đau đã cứng, chỉ có việc mổ thôi ạ. Không thể sinh thương được. Và có 5 ngược và 5 ngang, một đau ở phía bên hông luôn ạ. Sau đây con nhắn tin vào xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện cho con. Thì sau 3 ngày con thấy sức khỏe con đã khỏe hơn. Và sức khỏe con đã khỏe hơn ạ. Và đi khám lại thì thấy bác sĩ bảo là cứ an tâm về. Thì thái độ quấy đau là bình thường và rau cuốn ba vong ở cổ đã tháo ạ. Và sau bác sĩ bảo là ngày 15 thì đến mổ, nhưng mà con đi khám bình thường thì ngày 20 tháng 5 2017 con đã sinh cháu bình thường. Bé gái nặng 3,5 cân ạ. Bé nặng mấy cân? 3,5 cân ạ. 3,5 kg? Dạ, mà sinh thương ạ. Không bị rạch hay bị gì ạ. Nó bị lúc mà có thai thì nó bị quấn nhau. Quấn nhau tiền đạo. Quấn nhau và quấy 5 ngang luôn ạ. Không, nó không nằm xuôi, không dọc, nó nằm ngang. 5 ngang tung ở phía bên này ạ. À, đau ở phía bên này ạ. Và con đã nhận tin vào xin cha và cộng đoàn Long Thương Sọt cầu nguyện cho con ạ. Và sau 3 ngày con đi khám lại thì sức khỏe đã ổn và con đã sinh thương ạ. Rồi đây là bé tên là? Bé là Teresa Nguyễn Tuệ Linh ạ. Nguyễn Tuệ Linh mấy tháng tuổi? 6 tháng ạ. Tuệ Linh 6 tháng, quay ngang. Quay dọc. Trong khi con cũng mang bầu thì con có nhà gia đình con có một người ở lấy chồng ngoài đạo, người cố lấy chồng ngoài đào ạ. Và trong gia đình rất lục đục ạ. Và gia đình ở thì không theo đạo. Và con đã nhận tin và xin cha và công đoàn cầu nguyện cho. Thì giờ đấy ở cô Dương đã nhận biết được lòng thương xót Chúa. Và đến hôm nay thì Dương đã bỏ đạo 20 năm và cũng đã xác định là sẽ quay lại với Chúa. Và với em gái con cô của con cùng vậy ạ, bị teo cơ delta bẩm sinh ạ. Nó có vào với lòng thương xót của cha vào hồi tháng 8. Và 60 ngày thì nó đã được Chúa chữa lành. Nó đang nằm thì tự nhiên là bị sắc một cái như kiểu mà tá bẻ xương ga ấy ạ. Xong là nó nằm thấy tê tái và quay lại thì thấy xương của mình đã về vị trí ạ. Và con có một cái nữa là vợ chồng bạn trai con ạ, cùng cưới nhỏ hơn 3 năm và lấy vợ ở ngoài đào ở Thái Bình. Và anh chị cùng không biết đến Long Thương Xót Chúa và rất xa vời Thánh Chúa. Và con cũng đã cầu nguyện và giờ anh chị đã quay trở lại và xin tội rước lễ. Hallelujah. Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Cái người mà 20 năm bỏ Chúa đó, con gửi tặng cho người đó nha. Tại vì 20 năm bỏ Chúa đó là một cơ lớn lắm. Cái đứa bé là nó nằm ngang mà nó nằm ngược dọc lại, nó không khó bằng cái đứa mà nó quay đầu khỏi Chúa mà nó quay trở lại với Chúa. Khó hơn là cái thằng bé. Cái này con bé hay thằng bé? Cái con bé mà nó nằm trong bụng mẹ mà nó nằm ngang về rồi cứ cho nó nằm ngược dọc lại để nó chui ra. Dễ hơn là cái người mà quay đầu 20 năm bỏ Chúa mà quay trở lại được 180 độ, quay trở về lại được mấy Chúa như vậy đó thưa anh chị em. Đây là cái ơn lớn vô cùng, ơn lớn lắm. Rồi 3 năm bỏ Chúa mà quay trở lại cũng lớn lắm thưa anh chị em. Còn gửi tặng cho họ nha. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
ngày mai thứ tư 13 tháng 12. Mời con đưa bé đến để cùng tạ ơn Chúa. Cảm ơn đến mẹ nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con.